Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa các bạn khóa sinh thân mến, hơn một giờ đồng hồ vừa qua, chúng ta đã nghe trên Đại Đức Giảng Sư chia sẻ đề tài rất hot đúng không ạ? Và phù hợp với lứa tuổi của các bạn, chính là lứa tuổi của những sự và những trái tim rung động đầu đời. Và sau thời pháp thoại, chúng ta sẽ đến thời vấn đáp. Và con xin đọc câu hỏi thứ nhất, Đại Sư trả lời như sau. Các cô pháp đường chú ý lắng nghe. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con chào Thầy ạ. Có người nói với con rằng thân mình còn lo chưa xong mà cứ đi lo cho người khác. Nào, lo cho mình xong, được rồi, hẳn lo cho người khác. Nhưng theo con nghĩ, thì khi mình yêu thương một ai đó, thì ta cứ hết mình quan tâm, chăm sóc họ. Rồi quay lại yêu chính mình vẫn chưa muộn, vì nếu ta cứ mãi yêu chính mình, rồi đến lúc ta yêu họ, thì họ lại không cần con nữa ạ. Dạ, vậy thì con nên thương ai trước ạ? Thân mình hay người kia? Dạ, con xin cảm ơn sư A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật, xin kính tri ân thầy và kính lời thưa với tất cả các bạn trẻ đang có mặt từ khắp các giảng đường. Đức Phật của chúng ta thì thường nhắc, nếu mà chúng ta là cái người có tỉnh thức thì cái người đó phải biết quay về nương tựa chính mình. Và trước khi vào vô dư niết bàn, Đức Phật ngài luôn nhắc hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Vì vậy cái người mà đáng thương nhất trong cuộc đời này vẫn là chính bản thân mình. Nếu mình mà không thương được mình thì mình thương ai cũng là sai, bởi vì đó không còn gọi là tình yêu nữa, mà lúc đó chỉ còn gọi là tình si. Cho nên quay về phải tự giác, rồi giác tha, cái cuối cùng mới là giác hạnh viên mãn. Bạn phải biết yêu thương và chăm sóc và phải gìn giữ giá trị của bản thân mình để trở thành những cái phiên bản tốt hơn, những con người mà có đạo đức, có tri thức và có tình người. Sau khi có đầy đủ rồi, chúng ta mới có thể đủ sức mời ai đó vào trong cuộc đời của mình. Chứ không cứ thể nào mà cứ mỗi lần yêu là mỗi lần đau khổ, mỗi lần yêu là mỗi lần gục ngã, mỗi lần yêu là mỗi lần bị phụ bạc, bị thất tình. Nguyên nhân do đâu các bạn? Nguyên nhân là bởi vì chúng ta lúc nào cũng nương vào cái mái hiên của người khác mà chưa bao giờ cảm thấy tự tin trước cái ô của riêng mình. Vì vậy người ta khiến cho mình đau khổ từ lần này cho đến lần khác. Đừng vội trách người vì sao xô ta ngã, mà hãy tự hỏi mình có đứng vững hay chưa. Đừng vội trách người vì sao dối trá, mà hãy tự hỏi mình vì sao dễ mắc lừa. Be beautiful, be yourself. Các bạn phải là một cái phiên bản của chính các bạn. Vì vậy, sư khuyên các bạn, nhất là tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành, bước vào trong cuộc đời, các bạn nên dành thời gian để chăm sóc và rèn luyện những kỹ năng cần có của một con người thành công sau này. Và các bạn phải chấp nhận cô đơn như một phần trong cuộc sống của mình, để có thêm thời gian để nhìn thấu chính mình, có thêm thời gian để đi đây đó, để cống hiến, để phụng sự cho người khác. Và từ đó thì chúng ta mới có những cái kỹ năng, những cái trải nghiệm và biến mình trở thành một con người sâu sắc hơn. Vì vậy nếu mà chúng ta may mắn tìm được một con người mà khiến cho mình tốt hơn, cho mình đẹp hơn, cho mình thông minh ra, cho mình cùng chung một hướng đi, một lý tưởng, thì cái người đó mình gọi là người bạn, người tri kỷ, tri âm trong cuộc đời của mình. Thì đó quả thật là điều may mắn. Nhưng mà đừng bao giờ móc hết tất cả những gì mình đang có, cái tâm tư, nhận thức, tình cảm, sự nghiệp, tương lai, lý tưởng, gia đình của mình mà trao hết cho họ, để gọi đó là tình yêu, để gọi đó là yêu thương, là quan tâm. Thì sư xin nghĩ rằng đó không phải là tình yêu đâu các bạn ạ. Cho nên cái quan trọng nhất của tuổi trẻ, của thanh xuân, chúng ta phải yêu thương chính bản thân mình là điều đầu tiên.
sau khi thật vững trải, thật có đầy đủ những giá trị rồi thì chúng ta mới bắt đầu mang đến đi khắp muôn nơi và cho tất cả mọi người. Phải nhớ một câu: không thương được mình, không yêu được mình thì thương ai, yêu ai cũng là sai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai rất hay và rất là hấp dẫn. Kính bạch sư, con là sinh viên đại học năm thứ hai của trường kinh tế và con đã lỡ thương hai người con gái. Nhưng bây giờ con không biết làm thế nào để lựa chọn người nào cùng con đi đến suốt con đường. Xin sư giúp giùm. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cái câu này tuy đơn giản nhưng mà vô cùng hóc búa. Nhưng mà cái lời khuyên của sư á là nếu mà chọn một người trong hai người để yêu á thì hãy chọn cái người đến sau. Vì sao vậy? Vì nếu mình thật lòng yêu người đến trước thì làm gì mình còn rung động người đến sau nữa, đúng không? Mình đã phụ bạc, mình đã quay lưng, mình đã thất hứa, mình đã trao cho người ta những cái lời yêu thương, những cái lời mật ngọt và chúng ta đã không còn trân trọng những cái kỷ niệm bên nhau rồi. Thì cho nên người ta mới dễ dãi, mới để cho cái người đến sau mới có cơ hội nhảy vào, mới gọi là tiểu tam, là trà xanh, là con giáp thứ 13. Chứ nếu mình đã yêu thật lòng người đến trước thì chúng ta đã thật sự là một con người chung thủy và một con người chín chắn, một con người nghiêm túc trong cái tình yêu của mình và tôn trọng người con gái mà mình đã coi họ là người bạn, bạn đời. Cho nên các bạn à, chúng ta đôi khi cũng là một người rất là ích kỷ, rất là tham. Chúng ta hãy biết và phải hiểu rằng cái cảm xúc của người khác, cái nỗi lòng của người khác, nếu chúng ta không biết tôn trọng, không biết nhìn nhận thì chúng ta thật sự là rất vô tâm. Đó là câu trả lời của tôi. Qua câu hỏi của bạn sinh viên đại học năm 2 này và câu trả lời của sư, con cũng có nhớ một bài hát rất lâu rồi. Nhưng bài hát đó tựa đề như sau: giờ ta phải làm sao tròn đầy khi tim khắc tròn hai hình dung. Một người tôi trao niềm tin, một người tôi trao hy vọng. Giờ con cũng chịu thua luôn. Vậy là qua câu trả lời của sư, con tin rằng chắc bạn trai đó đã chọn cho mình một người đến trước, hai người đến sau. Mình hãy đỡ lên bàn cân và hãy hỏi chính con tim và ý chí của mình ai nặng hơn thì mình chọn người đó. Các bạn đồng ý không ạ? Và thời giờ này con sẽ mời hai câu hỏi trong pháp đường 1. Câu hỏi xung phong. Rồi xin mời bạn đi ạ. Rồi các bạn cho bạn trai một tràng vỗ tay rất lớn đi, phong hâm mộ thần tượng idol. Rồi không biết hỏi gì hồi hộp quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Giáo hội Tăng già Sư trưởng Minh Đăng Quang Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Dạ, bạch sư, ở phần chương đầu của sách của sư viết á, sư có nói như thế này. Những có hai cái câu mà tại vì lần trước con có đọc á, đó là có những chuyến đi và những tấm thẻ, ý sư nói là như thế nào ở phần chương đầu của sách của sư ạ? Mô Phật. Với câu thứ hai á, con muốn hỏi với sư như thế này nè. Là tại vì con biết rằng là sư đi xuất gia vào năm 12 tuổi
Nhưng mà làm sao, vì lúc đó sư ở tỉnh xá Ngọc Minh, nhưng mà làm sao sư có thể hiểu được tình yêu của giới trẻ của tụi con ạ? Cô Phật. Con có bức chân dung con xin tặng sư à? Cô Phật. Mặt trước sư ơi. Cô Phật. Con xin chữ ký của sư luôn. Dạ vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Này không biết fan bê tông hay sao. Cảm ơn bạn đã nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của sư. Ở câu hỏi đầu tiên thì rất là đơn giản. Tức là còn thanh xuân, chúng ta còn trẻ, nơi nào vui vẻ thì mình cứ đi, chứ mắc mớ gì ù lì một góc khóc cho người đó xem. Các bạn rất là thích cái câu này và các bạn đã có thêm nhiều cái động lực cho tuổi trẻ, cho thanh xuân. Và có những chuyến đi và những tấm thẻ đó là gì các bạn? Đó là thẻ Visa, thẻ Mastercard, thẻ Redicor. Bây giờ mình đâu có đem theo tiền mặt nhiều đâu đúng không? Đi đến đâu là mình chạc thôi. Thì cho nên đem theo những tấm thẻ là an toàn nhất. Đi đến đâu thì mình chạc đến đó. Bill please là xong. Thì như vậy đó là câu trả lời cho những cái tấm thẻ là Visa, thẻ Master, rồi thẻ Redicor ha. Còn câu hỏi thứ hai là năm sư xuất gia. Còn thời thơ ấu thì làm sao sư có thể hiểu được chuyện tình yêu? Bởi vì sư được một cái may mắn là xuất gia và học Phật từ nhỏ. Và Đức Phật cũng như Đạo Phật luôn lấy cái khổ của con người và nguyên nhân của khổ là hai cái mấu chốt để Đạo Phật đến với cuộc đời để soi dịu nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Nhưng mà trong tất cả mọi cái khổ đau thì cái khổ đau trong chuyện tình cảm vẫn là cái khổ đau mà Đức Phật luôn đặt lên trên hàng đầu. Trong tất cả sự vô thường thì sự vô thường của tình cảm cũng là sự vô thường nhanh chóng nhất. Như vậy trong 8 cái khổ Đức Phật Ngài luôn nhắc là thương yêu, xa lìa khổ, thù ghét, gặp nhau khổ và cầu muốn chẳng đặng khổ. Vậy 3 cái khổ đã nằm võn vẹn trong 8 cái khổ đau của kiếp nhân sinh đã thiên về tình cảm, thêm về cái cách sống làm sao để dung hòa giữa cảm xúc. Ở đây các bạn đã từng đau lòng chưa? Chúng ta đã từng nặng lòng chưa? Thì khi mình đau lòng, khi mình nặng lòng thì lúc đó cái nhan sắc của mình, cái hình thể của mình, cái niềm vui của mình đã bị cột trói vào trong cái tâm thức, cái tình cảm. Và chúng ta không thể nào tiếp tục học, không thể nào tiếp tục sống với gia đình, không thể nào tiếp tục làm việc, không thể nào tiếp tục nở một nụ cười như những người chung quanh nữa, bởi vì chúng ta đau lòng nặng nề trong cái gọi là tình cảm. Vì vậy, với một cái tâm nguyện, với một cái sứ mệnh, thì sư xin nguyện lãnh một phần nào đó cái trách nhiệm để đi vào trong cuộc đời, đi đến với các bạn trẻ, nguyện mình như một cái tấm thảm lót đường để các bạn có thể bước qua và đặc biệt là đi vào bên trong cổng chùa để lắng nghe những lời đạo đức được sự hướng dẫn của quý thầy. Và chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ lớn lên và sẽ trở thành những con người chín chắn, những con người vững chãi và mạnh mẽ trên chính đôi chân của mình. Thì đó chính là nhân duyên, là quá trình mà Đức Phật luôn dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt con người và chúng sinh trên con đường chúng sinh đa bệnh nên Phật Pháp đa phương. Và các bạn hãy nhớ, không phải nếm nước biển mới biết nước biển mặn hay ngọt hay lạt,
Và cái chuyện tình yêu, chuyện tình cảm luôn là một cái đề tài muôn thuở. Vì vậy sư đã học từ những bài học từ căn bản, đã được đọc những bài kinh, được nghe những lời thầy dạy, và dưới cái thiền môn sư đã được học rất nhiều về những cái nỗi khổ đau của kiếp người. Vì vậy theo đó mà sư triển khai và chia sẻ giống như một phương thuốc để chữa lành những cơn bệnh về tâm thức. Được như vậy thì chúng ta sẽ là những con người đang cùng với sư, nói một bàn tay, kết một bàn tay, cùng hạnh phúc và sẽ cùng già đi. Và chúng ta sẽ đến với một câu hỏi rất là gây cấn và rất là hóc búa. Con không biết là cầu mong cho sư sẽ giải đáp được câu hỏi này. Dạ, câu hỏi như sau, con đọc rồi con cũng hồi hộp nữa. Mô Phật, con thưa sư ạ, con ở pháp đường 4, con trong khóa tu này chẳng may lỡ thương một thầy trong giám luật rồi. Rồi rồi, các bạn trật tự cũng đọc tiếp, cũng đọc tiếp nè, từ từ. Vẫn còn phía sau, vẫn còn phía sau. Trong giám luật rồi làm sao ạ? Con thưa sư, và đây cũng là rung động đầu đời của con. Dạ, con thưa sư ạ, làm sao để con có thể không thương và giữ gìn cho thầy ấy ạ? Vì thầy là thầy tu ạ. Sư chỉ biết nói một câu thôi, để yên thầy tu nha con. À, sư có nhắc các bạn những cái buổi pháp thoại có tu mùa hè năm trước 2022 là gì? Top 10 thứ không được động vào khi tham dự khó tu mùa hè chùa Hoằng Pháp. Top 1, động lòng. Đến nay kéo qua tới năm 2023, trong khó tu lần này bắt đầu bài pháp thoại sư cũng nói top 10 thứ không được nên rung khi tham dự khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp, đó là rung động. Cho nên các bạn phải hiểu rằng các thầy, các sư cô là những người đã từ bỏ một cái tình thương nhỏ để đi tìm một cái tình thương lớn. Vì vậy mà chúng ta là những con người đang rất là may mắn, rất là có phước báo và có duyên lành để được gặp các thầy, các sư cô, được gặp một vị tăng, được nghe tăng nói pháp là một ân phước lớn, nhưng cũng không sánh bằng chính mình thành vị tăng mang phước cho tất cả. Được gặp một bậc thánh, được bậc thánh dạy khuyên những lời bậc thánh hiền là một ân phước lớn, nhưng cũng không sánh bằng ngay chính tự chân mình tự bước trên đường thánh. Vì vậy chúng ta thấy rằng chúng ta đang có rất nhiều cái phước báo, nhất nhiều cái may mắn mà ngày nay chúng ta có được, thì chúng ta lỡ mà có rung động, có nhớ, có thương thì mà khỏi mà tại sao không thương cho được, không nhớ cho được các thầy, sao mà sáng rực rỡ từ bên trong cho lẫn bên ngoài, nhìn mà thấy cuộc đời của con sao mà thấy cái gọi là cái đầu đời nữa, nó mới đau. Thì lỡ có rung thôi, nhưng mà đừng có động, để yên cho mấy thầy tu nha con. Về nhà, mà lỡ có thương, có nhớ quá, thì chúng ta phải nhìn về một hướng thiêng liêng, cao quý hơn. Và có thể rằng xin thầy một cái tấm hình,
và đẻ thầy lên trên cái trên bàn thờ Phật của nhà mình á, mỗi lần lên thắp hương đánh chuông gì đó thì mình lạy Phật, rồi đó mình lạy thầy luôn, để yên cho thầy tu, con lạy thầy. Dạ, đến với câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ nghe một sự bộc bạch và một sự tâm sự của một bạn trẻ nữ và nói về cuộc đời của mình. Và trước khi nói, đọc câu hỏi tiếp theo này và cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi sáng hôm nay, thì con cũng xin nhớ có những vòng thơ của Pháp Sư Pháp Nhiên. Và Pháp Sư đã nói rằng: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo cả non sông, yêu khắp chúng sanh trong hòn vũ. Tôi chẳng yêu riêng khách má hồng, nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều, quay về phụng sự cho nhân loại, sẽ thấy tình ta trong khói yêu. Rồi các bạn hãy nghe câu hỏi này rất ý nghĩa, và sự bộc bạch của bạn nữ đó như sau: Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, con là một người con gái dân quê và con cất bước lên thành phố Sài Gòn để vào cửa đại học. Và cánh cửa đại học chưa bao lâu, con đã trót yêu và thương một chàng trai. Và anh ấy hứa hẹn với con rất nhiều và sẽ hứa rằng sẽ lo và đi cùng con đến suốt cuộc đời. Nhưng chưa xong, tiếp theo nè. Nhưng cuộc đời đâu đẹp như mơ đâu em. Và con đã lỡ có thai. Và khi con điện báo cho anh thì anh đã goodbye. Và từ đó số điện thoại nằm trong vùng phủ sóng, ngoài vùng phủ mền. Vậy con đã vì thương đứa bé nên con đã tạm thời gác lại việc học và lặng lẽ để trốn đi, để sanh đứa con này. Vậy thưa sư, con có nên hận chàng trai ấy hay không? Kính bạch sư A Di Đà Phật. Bởi vậy các bạn, chúng ta phải nhớ, người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại chẳng còn ai đứng bên ta. Các bạn hãy nhớ, không có vị thánh nhân nào mà không có quá khứ, và chẳng có kẻ tội đồ nào mà không có tương lai. Tha thứ cho người khác cũng là học cái cách tha thứ cho chính bản thân mình. Tại sao chúng ta phải hận, phải thù làm chi? Thay vì coi như vậy là một cái điều thiếu may mắn, coi như một cái kỷ niệm buồn, thì coi đó như một sự trải nghiệm, một cái duyên, một cái phận trong đời mình mà thôi. Và nếu anh đó là anh chàng Sở Khanh, gọi là runaway đó, quất ngựa chi phong, thì thôi mây của trời cứ để gió cuốn đi. Có nỗi đau nào mà không khiến cho chúng ta thức tỉnh?
Và có những giọt nước mắt nào mà chúng ta cũng phải tự mình phải lau khô. Và có những nụ cười phải chính bản thân mình tìm lại các bạn ạ. Và có những cái đau khổ tự mình cũng phải là người chấm dứt nó mà thôi. Quá khứ là quá khứ, đau thương là đau thương. Chúng ta phải chấp nhận nó và thừa nhận nó. Đừng để cho nó sống hoài với cuộc đời của chúng ta nữa. Hãy nhớ rằng mình còn có hiện tại, mình còn có tương lai. Và coi như xui thôi, xem như em chẳng may. Nhưng nói như vậy không phải là để cho chúng ta, những bạn trẻ lại vẫn tiếp tục giảm đạp lên trên những cái vết xe đổ đó. Thấy người mà nghĩ đến ta, để thấy những cái sự vấp ngã, những cái sự vụng về, những cái sự dại dột, những cái sự, những cái lời hứa mà mật ngọt trăng sao của những anh chàng như vậy, để chính bản thân của các bạn phải tự thức tỉnh, phải tự xây dựng tương lai, sự nghiệp và cuộc đời của mình. Đừng để vì một cái nụ cười, một cái lời hứa, một cái mật ngọt nào đó trên bờ môi mà chúng ta trao thân gửi phận cả cuộc đời người con gái cho những người không xứng đáng. Thì thật sự kẻ tội nghiệp nhất là chính bản thân mình. Các bạn à, phải tô xích lên, phải mạnh mẽ lên. Có những lúc tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng nhờ tin vào sức mạnh nội tại mà tôi đã đứng lên và chiến đấu vì nó. Hãy tin vào sức mạnh của bản thân mình. Chúng ta phải mạnh mẽ và phải nói với tâm mình, với lòng mình rằng mình sẽ bắt đầu và thay đổi. Coi người con, đứa con mà người cha nó không thừa nhận đó, đôi khi cũng là cái duyên và cuộc đời đôi khi đã mang đến cho mình. Hãy yêu thương con hết lòng và dành thời gian của mình để chăm sóc cho nó. Khi nó đã trưởng thành, nó chững chạc rồi thì mình bắt đầu từng bước đi tìm lại niềm vui và xây dựng lại tương lai cho chính mình. Và có thể bắt đầu lại cái việc nộp đơn và xin vào tiếp tục cái chương trình học đại học của mình. Mình có thể ngừng một giai đoạn nhưng đừng bao giờ ngừng cả một cuộc đời. Thì lúc đó mình mới là người bất hạnh. Sai ở chỗ nào, sửa ở chỗ đó, gục ngã ở chỗ nào thì đứng lên từ chỗ đó các bạn à.